nay tối ngày thứ tư ngày 27 tháng từ tháng 3 ngày 27 tháng 3 năm 2024 ngày mai là ngày 19 tháng 2 ha. Hàng năm ngày 19 tháng 2 là ngày vía Quan Thế Âm, cũng là ngày khai đạo Thiên Tâm. Thì mình tính theo ngày ta cũng giống như mùng 9 Tết của cha xóa tội á, xả tội cho mình á, thì ngày lễ cũng vậy. Thì mỗi năm nó mình cứ theo ngày âm lịch, còn ngày dương lịch á, thì nó có thể tháng 2, có thể tháng 3, tháng 4 quá không, thì mình cứ nhớ mùng 9 tháng 2 âm lịch thì là ngày thành lập đạo Thiên Tâm. Ôm trở lại đạo Thiên Tâm một chút xíu. Đạo Thiên Tâm ra đời năm 1979 tại trại tù Nam Hà, miền Bắc của nước Việt. Lúc thời đó Trung Cộng tấn công nước Việt, thì đảng Cộng sản ngoài Bắc á, muốn tiêu diệt hết tất cả những tù nhân học tập cải tạo ở Bắc Âu á, thì lấy tương kế tù chế để mà giết hết mấy HO. Nhưng mà không ngờ có trời Phật che chở, thì bề trên á, mới những cái năm đó mới về cách mà giao tiếp, ở trong đó có những người đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, họ biết cách trẻ cơ để mà liên lạc với mấy vị thần thách cõi vô vi bằng cách trẻ cơ đó, ABC đó. Nhưng mà người đời không biết cơ đó là như thế nào để giải thích. Cơ, nếu một người cầm một cái bàn có chữ mà ra nghĩa địa thì con ma nó bảo đảm nó vô nó chạy, tại vì một cái wifi mà nó, trên đó có cái tốt hay xấu. Còn cái này gọi là cơ trời, tức là giống như một cái account, một cái website riêng của những vị thần thánh, người khác không có vô được. Cho nên nhưng mà danh từ thôi thì người đời không có đụng chạm nhiều, thì họ cho là không đúng hay gì, mê tín gì đoan gì whatever. Nhưng mà giống như Cao Đài vậy, thì họ cũng liên lạc với bề trên bằng chạy cái đó. Thì nó cũng y như cái email của mỗi người. Email của ma thì ma xài email của thần, email của thánh, email của Bồ Tát, email của Phật, của Thượng Đế. Thì thời đó bài Kính Thiên ra đời. Bài Kính Thiên ra đời để mà thay đổi một cái xã hội thế giới này từ cực ác thành ra cực thịnh. Thì hôm nay chúng ta đi đến đoạn đường cuối của cái cực ác, giờ còn có tí xíu nữa, cũng giống như chạy marathon nha, vô cái dòng của khán giả vỗ tay rồi đó, gán chạy nha mấy con, còn có tính theo tháng á, cũng sắp già rồi không, từ lúc nhỏ mới đẻ ra tới giờ cũng năm mấy tuổi. Thì khi mà Trung Cộng nó có mua đồ, mấy Trung Cộng và cả chính phủ miền Bắc nước Việt cũng muốn tiêu diệt hết những kẻ thù, tức là mấy bác ô á, thì bà trên nó chạy cho về kêu đi lấy cái dấu hiệu, đây dấu hiệu này để mà đeo quá không. Thì trong đó người ta làm bằng thiết, bằng giấy, bằng cây, bằng gỗ gì đó để đeo, thì cuối cùng được thoát nạn. Và đồng thời từ đó mấy gì liên lạc được với bề trên, không cần máy radio để nghe đài Voice, đài CBC, đài của hải ngoại nữa, nghe tin tức nữa, mà cứ nghe đài Thiên Đình là trúng. Thì từ đó đài Thiên Đình ra đời, bài Kính Thiên ra đời từ ở trại tù. Kính Thiên đã chiếu xuống trần, con ơi hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên, nhân sanh và báo nhận tiền, luân hồi quay trả truyền miên kiếp người, nhờ duyên được hưởng cơ trời, lại thêm sứ mệnh đạo đời dương gian, rồi đây nắm giữ gian sen, lo cho bác thái gian ăn lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai. Đại khái bài Kính Thiên ai cũng thuộc. Thì cuộc đời của thụ là nửa đời nửa đạo, rồi sau này sẽ nắm giữ gian sen để mà lo cho cái đạo tiếp tục và lo cho đời cùng một lúc. Chỉ có con trời nó làm được chuyện này, người phàm không ai có khả năng làm nổi. Thì từ đó những bác HO được thường xuyên liên lạc và được dạy dỗ
Và đồng thời, thời đó những bác cô đi tìm thiên tử của họ. Tại vì lính đi tướng mà không có chủ sói thì cũng phải đi tìm. Thì tìm lặng hợp cho tới khi mà gặp sư phụ á, thì các vị rất là mừng. Mà làm sao gặp được người người Bắc, người Trung, người Nam, người tới gặp ở ngay ở Cali nữa. Thì cái câu chuyện này nó hơi dài, mình không có kể ngay trên này, nhưng mà đại khái là đi, tất cả những người họ đi tìm. Thì những cái từ thời đó cho tới lúc mà HO1 được đi Mỹ thì đã được một đống hồ sơ rồi, những dữ kiện rất là chính xác để mà nói về cái thời đại của chúng ta hôm nay. Nói Nga, Đảng Cộng sản quốc tế sẽ sụp đổ, Nga sụp đổ, bài Kính Thiên ra đời là Đảng Cộng sản quốc tế sụp đổ. Rồi đến chừa 40 dù còn lại, đó là Trung Cộng, Cuba, Bắc Hàn, Việt Nam. Rồi sau đó thế giới loạn lạc, bệnh tật, thiên tai, kinh tế, rồi cuối cùng là chiến tranh thứ ba Biển Đông. Trung Cộng chia 5 sẽ 7, tất cả 5 cái ác sẽ ra đi. Trong đó có cái ác mình đang cần, đó là cái ác của các Marx và Lenin, Bulin sẽ sang trang. Thì lúc đó cả cái thế giới này sẽ có một vị Phật, đó là Phật Di Lặc, sẽ xuất hiện để mà dạy dỗ nhân loại lại một cách sống đàng hoàng. Hồ là Bồ Tát, Hồ là đệ tử của Phật Di Lặc nha. Nhưng mà thưa mấy vị, kêu là con cũng là Di Lặc, nhưng mà hay là Di Lặc chuyên thừa hưởng sáu. Nhưng về danh chánh ngôn thuận thì Hồ có tên trên trời là Thiên Nhãn, là Thái Tử Thiên Hoàng Đại Thái, nghĩa là cũng là một con của cha. Mà Phật đó là một vị thầy giáo cao siêu, còn Thiên Đức Việt này là con của Thượng Đế, là Thiên Tử. Và Di Lặc truyền thừa, sau này có Di Lặc 3, Di Lặc 4, Di Lặc 5, Di Lặc 6, Di Lặc 7, và dài dài cho tới nhiều nghìn năm về sau. Trở lại câu chuyện, những bác hô đã được tiên tri trước và sẽ được qua Mỹ, và sau này sẽ trở về lại nước Việt Nam với lá cờ vàng ba sọc đỏ. Đó là mấy vị tiên tri. Và đời với đạo đi song song, chính trị là cũng đạo, đạo là chính trị. Hôm nay bề trên lập ra một cái tổ chức gọi là Thiên Việt. Thiên là trời, Việt là 100 bộ lạc, 100 họ Bách Việt. Thiên Việt đi song song với Thiên Tâm. Thiên Việt là cho những người không cần biết đọc kinh, không cần biết gõ mõ, ở đạo nào cũng được, hỡi có tấm lòng yêu nước, muốn gây dựng lại quốc gia, phải có một cái tổ chức thì mới đúng với cái câu là rồi đây nắm giữ giang sen. Bây giờ Thiên Tâm ở Mỹ này 5-7 nghìn người đệ tử của Thiên Hướng Kiệt. Ở Việt Nam âm thầm cũng mấy chục triệu người, nhưng mà nó không có phải là một cái tổ chức, một cái tu hành để hiền. Trong cái Thiên Tâm, tất cả các đệ tử Thiên Tâm ở hải ngoại và ở quốc nội chỉ cần chờ sư phụ một tuần lễ cuối cùng trước khi lên máy bay về Việt Nam, thì tất cả các đứa nào gia nhập cho Thiên Việt có thể là được. Còn bây giờ đừng có đụng gì tới mà sẽ bị liên lụy. Đó là lời khuyên bữa giờ. Cha lập ra Thiên Việt ngày hôm nay là để cho hải ngoại, để cho tất cả các bác HO, những nhà trí thức ở Mỹ, những sĩ quan mà người Việt mà về hưu ở Mỹ, và những người sanh trưởng lớn lên ở Mỹ mà gốc Việt, tài trí, học vấn ở Mỹ, thì khắp thế giới nha, mà một cái tổ chức rất là âm thầm, bí mật, không ai có khả năng biết được ở trong này có bao nhiêu thành viên và cả tên tuổi.
Cho nên tất cả các hội thiên các con ở ngoài thì ủng hộ về mặt tinh thần trong lúc này. Và tất cả chúng ta sẽ đi về Việt Nam rất là sớm khi cái bức tường Hà Nội sụp đổ. Sự bức tường Bảo Linh sẽ sụp đổ, giờ gần rồi đó. Thì ngày mai là ngày 19 tháng 2 ở tại núi Thiên Long Sơn sẽ tổ chức giống gì nè, lễ khai đạo. Mà nguyên cái tuần nay á, là thời tiết dự báo là mưa hết, mưa với gió. Rồi làm sao làm? Mà mình á, thì không muốn lạm dụng quyền lực để mà làm trái với luật âm dương, đúng không? Nhưng mà cuối cùng mấy vị cũng thương mấy đứa đệ tử, thưa đám hành trinh ngày hôm qua và cũng lo bông lo hoa, cho nên cuối cùng chiều nay mấy vị đồng ý mời ông thằng gió xuống nhập tiệc luôn, mời ông thằng mưa nhập tiệc, cho nên ngày mai sẽ không có mưa và cũng không có gió tại núi Thiên Long Sơn. Mà mấy hai ông này dặn làm xong á là phải dọn liền, sẽ mưa tới. Cho nên núi Thiên Long Sơn là núi duy nhất có khả năng ngưng mưa và ngưng gió được. Mà thường làm kiểu này rất là nhiều lần rồi, hồi 5-7 năm trước cũng vậy, đang mưa mầm là kêu ngưng, mấy vị nói đúng 2 tiếng nha thái tử, vừa 2 tiếng xong mấy đứa chưa kịp dọn vô là mưa tới. Mấy lần này chứ không phải lần này nữa, nhưng mà lần này cũng vậy. Tại vì sau cái mưa này, bây giờ Cali mưa rất là nhiều là tốt, có nước trở lại. Nhưng mà những cái nơi mà cần nước như nước Việt bây giờ lại khô, đồng khô, hồ cạn, búa liềm ra cho. Bây giờ cả cái hồ mà ở ngay núi Cấm cũng khô rồi, bên nước Việt nhiều nơi khô lắm, chán. Sẽ có những cái nạn đói tới tiếp tục, thủ nói hoài ví dụ đó đói. Nhưng mà bây giờ người ta cũng biết này. Ngày mai này sẽ có rất là nhiều chi vị lớn ở trên xuống. Nên tất cả mấy đứa họ thiên á, thắng cái gì á, tối nay đứa nào coi clip này, mai sáng có coi Facebook của mấy đứa này quay á, thì phải chuẩn bị một cái tờ giấy. Tại vì thưa không có giờ mà nói hết cả bao nhiêu đông người, mà tự mình ghi cái tờ giấy sẵn. Tại vì đông người mình đừng có để người ta chờ, mình nói câu nào cha mẹ đứng đó nghe, tất cả các chư Phật đứng ngay trên chỗ cái sàn trắng trắng đó nghe. Và đồng thời mình đừng khấn gì quá nhiều, ngày mai ai khấn cái gì sẽ được đó. Nhưng mà tóm tắt lại cái ý của mình thôi. Tại vì đừng có để cho ta chờ lâu quá, ta đông người á. Thì sẵn cái clip này dặn trước chứ mai bây giờ phút cuối cùng rồi nè, chưa có được cái tờ giấy sớm gì riêng với thư phụ nữa. Thư phụ là người khám giống như mỗi lần khám kiểu này á, là thư phụ phải vừa lo cái này. Chỉ có cái này năm nay á là Trinh với anh Bắc với mấy người đó lo, thư phụ không có nhúng tay vô nhiều, cho nên cũng rủng rỉnh thời gian chút. Nhưng mà thật sự tới ngay giờ thời khắc này cũng không có chỉnh nào. Ngày mai chỉ dành nửa tiếng đồng hồ ngồi góc nào ngoài đó, thì có đứa nào nó canh đừng ai tới gần nói chuyện rồi sư phụ sẽ soạn lẹ lắm. Tại vì nói là nói lời thật chứ mình không có soạn trước như là đọc diễn văn của mấy ông bộ chính trị, phải không? Rồi thôi làm từ nửa tiếng à, trong vòng 15 tới nửa tiếng mà ra chữ. Ngày mai tất cả mọi đứa khi mình khánh xong á, mình vô mình ngồi thiền im lặng. Mấy vị ngại nhất á, là thứ nhất khi mà thụ lên nhang thụ đọc cái này xong, nãy giờ lo cọc cái ghế ta kêu không coi đọc sao là mấy con phải vô ngồi. Tại vì khi mấy vị đứng đầy trong sân mắt thường mấy con sẽ không thấy, nhưng mà người mình dơ ô trượt á, mình đi mình đụng người ta cũng kỳ.
thường thì phải vô ngồi im lặng, nhưng mà có một lần im quá đó thì cha cũng thấy tội nghiệp, kêu cứ cho đệ tử con ra thánh đi. Lúc đó sư phụ là người trực tiếp nói chuyện thẳng với cha với mẹ với mấy chị luôn mà. Rồi cái buổi lễ đó thì kỳ đó đó, cha mới lần đầu tiên cha kêu tất cả kêu mấy đệ tử ra thánh để có phước. Thì thường ở trên thế giới này không có một vị hòa thượng nào, tôi nói trên mạng luôn, cũng chẳng có ai mà dám làm cái bàn giống kiểu này tới trời. Tới trời nghĩa là chỉ cái hòa thượng cái bao nhiêu cũng chưa chắc dám làm này, lại làm không đúng cách đó, cũng bị phạt đó. Có mình thì hồ là người duy nhất làm được cái này đó. Mà nếu mà người hiểu tâm linh kìa, còn người không hiểu thì họ cũng chả biết gì. Ok, lấy một khúc bỏ mạng đây. Chủ yếu là bà mình nói ngày mai có buổi lễ ngày 19 tháng 2 để cho bên Việt Nam á, mấy đệ tử họ thiên bệnh á không có dự lễ được á, nghe cái này á cũng làm cái bàn nhỏ nhỏ ở trước nhà hay sau nhà để cho biết. Thì lúc đó cha ở mấy tỷ ánh sáng xuống thì trên cái quả địa cầu này nhỏ xíu cho soi chi vị thôi, thì các chi vị cũng đến tận nhà cũng chính, không có gì mà phải cần phải tới Thiên Long Sơn nữa. Tại nhà mình làm một cái mâm nhỏ nhỏ cũng được. Thì hội thiên cho thế giới nên làm ngày 19 tháng 2 ngày Vía Quan Thế Âm hàng năm, ở xa ở gần gì cũng khấn nhang cảm ơn cái đạo ra đời để cứu chúng sanh. Thì cha từ bi ban cái đạo thuốc, sư phụ là chỉ là người thừa hành thôi, chứ cũng không có công đức gì lớn. Lính mà lính lá đóng mà đóng hết màn này tới phim nọ. Ok rồi xong lên cũng bỏ ra.